Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Apple muốn xây nhà máy ở Indonesia. Ngày 17 tháng 4, AFA tiếng Việt loan tin vừa rời Việt Nam, CEO Apple muốn xây nhà máy ở Indonesia. AFA dẫn lời giám đốc điều hành của công ty Apple hôm thứ Tư 17 tháng 4 cho biết, công ty này sẽ xem xét xây dựng một cơ sở sản xuất ở Indonesia sau khi gặp Tổng thống Joko Widodo. Người hy vọng gã khổng lồ công nghệ sẽ tăng hàm lượng nội địa bằng cách hợp tác với các công ty trong nước. Theo AFA, một hãng tin quốc tế nổi tiếng dẫn lời ông Tim Cook đã đến Jakarta vào thứ Ba ngày 16 tháng 4 sau khi có chuyến thăm 2 ngày ở Việt Nam. Ông đã gặp ông Joko, vị tổng thống được nhiều người biết đến và sẽ khánh thành Học viện Phát triển thứ Tư trên đảo Bali. Chúng tôi đã nói về mong muốn của tổng thống là muốn thấy hoạt động sản xuất trong nước, và đó là điều chúng tôi sẽ xem xét, ông Cook nói với các phóng viên sau cuộc họp. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho biết Apple không có cơ sở sản xuất ở Indonesia, nhưng kể từ năm 2018, hãng này đã thành lập các học viện phát triển ứng dụng, bao gồm cả học viện mới, có tổng chi phí là 1,6 nghìn tỷ rupiah, tương đương 99 triệu USD. AFA dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Engus Gumiwang Kartasamita, người cũng tham dự cuộc họp, nói rằng nếu Apple quyết định xây dựng cơ sở sản xuất ở Indonesia, họ sẽ có đủ năng lực để sản xuất và xuất khẩu. Vẫn theo AFA, Apple đặt phần lớn hoạt động sản xuất iPad, AirPods và Apple Watch chính tại Việt Nam. Các nhà cung cấp linh kiện cho MacBook cũng đang đầu tư vào Việt Nam. AFA cũng cho biết trong cuộc gặp với Tim Cook hôm 16 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện về thể chế, phát triển xanh, sản xuất xanh, năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Ông cũng mong công ty này sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và coi Việt Nam là cứ điểm để tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu, đa dạng hóa thị trường. Người đứng đầu chính phủ cũng cho biết sẽ thành lập tổ công tác để hỗ trợ Apple ngày càng phát triển hiệu quả tại Việt Nam. Đáp lại, AFA cho biết thêm, CEO của Apple nói ông mong muốn thúc đẩy hơn nữa những hoạt động hợp tác đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam. Tòa nhà Merlin Point ở trung tâm Sài Gòn, nơi Apple Việt Nam đặt trụ sở ở tầng 6. Nói về chuyển đổi năng lượng xanh, chính quyền Việt Nam thực hiện cực kỳ chậm trễ. Có thể nói, các khung pháp lý, các quy định để hỗ trợ cho các công ty năng lượng xanh phát triển là hoàn toàn không có, nếu không muốn nói là tạo rào cản quá lớn. Trên thực tế, các công ty điện mặt trời, điện gió không được hỗ trợ để bán điện hoặc bị ép giá với giá rẻ mạt, không đủ bù chi phí khiến cho họ chán nản. Điển hình là vụ tập đoàn năng lượng tái tạo Ørsted của Đan Mạch đã dừng toàn bộ kế hoạch điện gió ngoài khơi Việt Nam vào tháng 11 năm 2023. Theo bản tin do AFA loan vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, dẫn nguồn từ Ørsted Việt Nam về kế hoạch không nộp lại hồ sơ xin chấp thuận các công tác khảo sát đánh giá tài nguyên biển cho Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, cũng như không tiến hành bất cứ hoạt động phát triển nào cho các dự án điện gió ngoài khơi chung của hai bên. AFA cho hay, vào giữa tháng 10 năm 2023, liên danh Ørsted và TNT Group tại Việt Nam cũng có thông báo đến Ủy ban Nhân dân hai địa phương là Hải Phòng và Thái Bình của Việt Nam về quyết định chiến lược dừng các dự án tại Việt Nam, không tiếp tục đầu tư, phát triển hai dự án siêu điện gió ngoài khơi mà liên danh thực hiện trong thời gian qua. AFA cũng cho hay Ørsted đến Việt Nam vào năm 2021 và ngày 1 tháng 11 năm 2022, liên danh TNT Group và Ørsted ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam trong việc phát triển điện gió ngoài khơi. Biên bản này đã không được gia hạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Apple muốn xây nhà máy ở Indonesia. Nghệ An đã khánh thành tượng Lenin. Ngày 16 tháng 4, VOA tiếng Việt loan tin Việt Nam nhận tượng Lenin do Nga tặng, đặt ở tỉnh quê hương ông Hồ. Theo đó, bức tượng Lenin do nước Nga tặng cho Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của vị lãnh tụ Cộng sản Nga và thế giới vừa được ra mắt ở thành phố Vinh, thủ phủ của tỉnh miền Trung, Nghệ An. Báo chí trong nước đưa tin. VOA dẫn báo Nghệ An cho biết bức tượng làm bằng đồng nguyên chất, thể hiện Lenin đang đứng chìa hai tay ra ngoài,
Tượng cao 3,6 mét, nặng 4,5 tấn, được đặt trên một bệ có chiều cao 3 mét. Mô tả của tờ báo này nói rằng mặt sau của tượng khắc dòng chữ biểu tượng cho tình hữu nghị Việt-Nga bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga. Nơi được chọn đặt tượng là khuôn viên rộng hơn 1.000 mét vuông tại điểm giao giữa đại lộ Lenin và đường Nguyễn Phong Sắc, nằm tại trung tâm thành phố lớn thứ hai của vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Hình ảnh bản tin trên VOA. Cũng theo báo Nghệ An, đây là món quà của tỉnh Ulyanov, quê hương của Lenin, tặng cho tỉnh Nghệ An, quê hương của ông Hồ Chí Minh. Toàn bộ chi phí đúc và chuyển tượng do phía Nga chịu, trong khi phía Việt Nam nhận phần xây khuôn viên đặt tượng và bệ tượng. VOA dẫn báo Tuổi Trẻ cho hay, bức tượng Lenin này là để đáp lại việc hồi năm 2017, tỉnh Ulyanov đã cho đặt tượng đài của ông Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ khánh thành có các lãnh đạo cao nhất của tỉnh Nghệ An, trong đó có Bí thư và Chủ tịch tỉnh, cùng Đại sứ Nga tại Việt Nam và đại diện của tỉnh Ulyanov. Theo VOA, Đại sứ Nga Gennady Stepanovich Bedetko được báo Tuổi Trẻ dẫn lời tại buổi lễ nói rằng bức tượng này sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo của tình hữu nghị và hợp tác không chỉ giữa tỉnh Ulyanov và tỉnh Nghệ An mà còn giữa nhân dân hai nước Việt-Nga. VOA dẫn tường thuật của báo Nghệ An, theo đó, ông Bùi Đình Sơn, Phó Chủ tịch Nghệ An cho rằng tượng này thể hiện tình cảm mà nhân dân hai tỉnh dành cho nhau, tạo thêm không gian đẹp và điểm nhấn cho diện mạo đô thị của Vinh. Việc tỉnh Nghệ An cho đặt bức tượng này đã gây bão trên mạng xã hội, rất nhiều người phản đối và mỉa mai việc này, bởi theo họ, Nghệ An là một tỉnh nghèo, hàng năm còn phải xin trợ cấp gạo, thì việc đặt tượng lãnh tụ là không cần thiết, dù là được tặng. Hơn nữa, Lenin bị thế giới coi là tội đồ, ngay cả tại nước Nga cũng không còn được coi trọng, vì sao Việt Nam tiếp tục đề cao. Hình ảnh lễ khánh thành tượng Lenin tại Nghệ An. VOA cho biết, ngoài tượng Lenin vừa được khánh thành ở Vinh, ngay trung tâm thủ đô Hà Nội, cũng có một bức tượng đứng của Lenin đặt tại vườn hoa cũng mang tên vị lãnh tụ Cộng sản Nga, đối diện cột cờ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long, ngay phía trước Đại sứ quán Trung Quốc. Bức tượng Lenin ở Hà Nội là nơi các lãnh đạo Trung ương và Hà Nội thường đến để dâng hoa tưởng niệm nhà lãnh tụ Cộng sản vào những dịp kỷ niệm ngày sinh của ông hay Cách mạng tháng 10 Nga. Đồng thời cũng là nơi chứng kiến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây. VOA cũng cho biết, trong khi Việt Nam dựng thêm tượng Lenin, thì những bức tượng của cố lãnh tụ Nga lại bị dỡ bỏ ở nhiều nước thuộc Liên Xô cũ và châu Âu kể từ khi Nga bắt đầu đưa quân vào xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tại Phần Lan, bức tượng Lenin cuối cùng được trưng bày ở nơi công cộng của nước này bị kéo đổ vào tháng 10 năm 2022 trước sức ép của những người dân thành phố biển Kotka vì cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Trước đó, vào tháng 9, Litva cũng đã phá bỏ những bức tượng Lenin cuối cùng để thể hiện sự bất bình của họ đối với Nga khi đưa quân vào Ukraine. VOA cho biết thêm, Việt Nam vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Nga bất chấp nước này bị cô lập và chế tài bởi phương Tây vì cuộc chiến ở Ukraine. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng trước đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam trong thời gian chưa được công bố. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nghệ An đã khánh thành tượng Lenin. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d